Trần Việt Kheo Nai TV xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay tại thành phố Atlanta của tiểu bang Georgia, US Machine và PD Spa Incorporated US PD Spa đã mừng khai trương, thì xin ông và bà cho khán giả Kheo Nai TV biết là đã mở ra bao nhiêu cái company ở trên nước Mỹ này rồi, và hôm nay khai trương gồm có những cái gì và có những chương trình gì, tiết mục gì gửi đến khán giả Kheo Nai TV và khách hàng của US Maxim, thưa ông. Nói chung là lời đầu tiên là chân thành cảm ơn đến quý vị khách quý và quý vị khách của trung thành của US Maxim đã ủng hộ trong thời gian hơn 30 năm qua. Và cái địa điểm ở Atlanta này là cái địa điểm thứ 5 của US Maxim, coi như là để phục vụ cộng đồng Việt ở Atlanta để cho hiệu quả hơn. Và tất cả coi như là nói về mặt hàng là quý vị sẽ cam kết đến quý vị là thứ nhất là chất lượng, thứ hai là xếp được 10, 20, 30, 40% cho từng mặt hàng để cho đến tay người nói chung là nói riêng là Atlanta, nói chung là những vùng lân cận là sẽ hưởng được những cái quyền lợi nào mà khi đến US Maxim. Còn US Maxim là cũng nhắc lại là chất lượng, là US Maxim đã bán mặt hàng nào ra cho khách hàng là US Maxim chịu trách nhiệm 100%. Và cái đặc biệt ngày hôm nay là khai trương thì gồm có những nhiều mặt hàng được on sale, phải thưa ông? Và có những cái, thì chúng tôi thấy được rằng là có nhiều những nail demo tour đi come here để mà giúp cho những cái về technique, cũng sự đồng hành cùng những hãng gel, như là chẳng hạn như là chisel, quay gel, rồi perfect mask, rồi V10, rồi DN, rồi CNC, nói chung là cũng còn nhiều hãng khác nữa, nhiều mặt hàng khác nữa, coi như là rồi sau đó thì giống như nãy là mình mới nói đó, là 10%, 20%, 30%, 40% cho khách. Và đặc biệt là theo trong cái avatar là thấy rằng là ngày hôm nay có trúng thưởng, phải thưa ông, là ba hộp sòn GA. Ba hộp sòn. Dạ, mỗi ngày là sẽ được một viên, trúng một viên kim cương. Dạ đúng rồi, dạ. Biết rằng là chị là Big Boss của cái US Machine, thì chị có gửi lời gì đến khán giả và khách hàng của US Machine không? Tụi em là US Maxim Atlanta, tụi em sẽ cam kết là lúc nào cũng sẽ phục vụ khách là với cái chất lượng tốt nhất, và cái giá cả là lúc nào cũng phải chăng, và uy tín. Dạ. Trong cái warehouse này, chị sẽ giới thiệu bật mí một chút nào là những mặt hàng nào đặc biệt không thưa chị? Tụi em hiện tại là tụi em có rất nhiều mặt hàng, nhưng mà tụi em muốn promote cho CNC và DN. Dạ, là những cái mặt hàng mà tụi em luôn best seller trong năm. Dạ. Và xin hỏi ông bà là trong tương lai là có thể mở thêm những chi nhánh nào nữa ở tại nước Mỹ được không ạ? Có mở soon mà tạm thời bí mật chút xíu. Bí mật chút xíu. Đến chừng khi dũng Atlanta, lâu nay tụi em cũng bí mật. Khi bắt đầu đăng quảng cáo rồi thì cộng đồng mới biết. Thì bây giờ tụi em vẫn cam kết là bí mật cho đến khi quảng cáo lên. Trước khi để khai mạc thì xin ông bà gửi lời đến tất cả các khách hàng đã ủng hộ cho US Machine 30 năm nay, và mời khách hàng hãy cùng tiếp tục ủng hộ để mà chúng ta có một cái US Machine được phát triển ra rất là nhiều nơi ở trên nước Mỹ để phục vụ cho đồng hương trong về ngành nail.
Dạ thì US Maxim Nail Supply sẽ cố gắng coi như là nói lời này ra thì rất là xúc động, là cố gắng cam kết với lại cộng đồng người Việt và ngành nail ở nước Mỹ thì US Maxim sẽ làm những cái tốt nhất cho cộng đồng, để phục vụ cho cộng đồng để cho hiệu quả nhất. Và từ sau mà xem lớp nó làm được, từ sau Costco nó làm được, mà từ sau ngành nail mình không làm được, cho nên nó làm, cho nên tụi này sẽ cố gắng và đi một cái hình mới và đi theo hướng tốt hơn để cho cộng đồng, để anh chị cho một khi cộng đồng cho bước vô mà mua supply thì họ phải nghĩ được là coi như họ đẩy xe ra là ít nhất trong túi họ phải xếp được từ 200 cho đến 300 cho đến 400 500. Thì tụi này đang hướng tới cái phương hướng đó, thì cũng gửi lời thăm cộng đồng, gửi lời thăm cộng đồng, là đến cộng đồng là cảm ơn tri ân nhất đến cộng đồng và đồng hành với UFM Maxim trên 30 năm qua. Cảm ơn ông đã chia sẻ và mở một cái chi nhánh mới tại Atlanta để giúp phục vụ cho đồng hương về ngành nail ở tại thành phố Atlanta và những vùng phụ cận, và xin chúc company của ông được phát triển cái như là phát triển rất là thành công và mỹ mãn để phục vụ cho đồng hương tại thành phố Atlanta nói riêng và những tiểu bang lân cận nói chung. Xin thành cảm ơn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi ngày khai trương ở tại US Machine tại thành phố Atlanta. Xin mời quý khán giả hãy cùng đến ủng hộ US Machine tại thành phố Atlanta này để được phát triển phục vụ cho cộng đồng. Trần Việt, tường trình từ Atlanta.